Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cổ phiếu USA. Trong video ngày hôm nay, Cổ phiếu USA và EasyTech Class sẽ chia sẻ cùng các bạn về cái khái niệm Option Assignment là gì. Và cái khái niệm Option Assignment thì các bạn sẽ gặp khi mà thực hiện giao dịch các quyền chọn call, quyền chọn mua hoặc là quyền chọn bán put. Thì cái video này EasyTech sẽ tập trung vô cái cover call option trước, tức là cho quyền chọn bán trước. Và trong các video tiếp theo, EasyTech sẽ chia sẻ thêm về cái option assignment cho quyền chọn put. Thì nội dung của video ngày hôm nay sẽ bao gồm những phần sau. Thứ nhất, EasyTech sẽ giới thiệu về khái niệm option assignment cho quyền chọn cover call là gì. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhanh về cái rủi ro khi mà chúng ta bị option assignment. Và EasyTech sẽ đưa ra cái ví dụ minh họa thực tế về cái option assignment mà EasyTech vừa bị assign ngày hôm nay vào tuần ngày 20 tháng 6 năm 2020. Thì chúng ta hãy cùng nhau điểm qua cái phần khái niệm option assignment. Thì cái option assignment sẽ xảy ra khi mà cái quyền chọn cover call của các bạn nó bị hết hạn in the money, có nghĩa là cái giá mà bạn bán quyền chọn cover call, cái strike price nó thấp hơn cái giá tại phiên đóng cửa của sàn vào thứ 6 tuần thứ 3 của tháng, tương ứng với các quyền chọn hết hạn theo tháng, hoặc là thứ 6 hàng tuần đối với lại các quyền chọn theo tuần, weekly cover call. Thì in the money với quyền chọn call có nghĩa là cái giá strike price của các bạn sẽ thấp hơn cái giá thực tế của cổ phiếu tại cái lúc sàn đóng cửa. Và khi mà cái option assignment xảy ra thì cái stop của các bạn sẽ bị take away, có nghĩa là sàn sẽ tự động mua cái cổ phiếu của các bạn và trả tiền với cái giá đúng bằng cái giá strike price đã quy định ở trong hợp đồng. Và trong trường hợp này thì cái strike price in the money nên sẽ thấp hơn cái giá thực tế của cổ phiếu tại phiên đóng cửa của sàn, có nghĩa là các bạn phải bán rẻ hơn cái cổ phiếu so với cái giá ở trên thị trường. Và bởi vì các bạn thực hiện bán stock nên các bạn sẽ nhận về khoản tiền tương ứng với lại cái strike price ở trên này và nhân với 100 cổ phiếu nếu mà các bạn thực hiện giao dịch một hợp đồng, hoặc là bộ số của 100, ví dụ nếu các bạn thực hiện 5 hợp đồng thì sẽ là 500 cổ phiếu, sàn sẽ tự động bán 500 cổ phiếu đó với cái giá strike price mà các bạn đã quy định ở trong hợp đồng cover call. Và cái break even, cái điểm hòa vốn của các bạn sẽ được tính bằng cái option premium cộng với cái giá mà các bạn đã bán cái stock của các bạn ở cái mức strike price. Thì trong phần ví dụ minh họa, EasyTech sẽ chia sẻ chi tiết về cái break even của cái hợp đồng mà EasyTech đã bán. Nếu mà các bạn giao dịch ở trên các cái sàn truyền thống, ví dụ như là sàn Align hoặc là Fidelity, thì sàn sẽ thực hiện trừ phí assignment. Cái phí nó rất là nhỏ, thường là sẽ thấp hơn $1 nếu như các bạn thực hiện cho một hợp đồng, và nếu như các bạn thực hiện nhiều hợp đồng thì cái phí nó sẽ cộng dồn lên. Nếu các bạn sử dụng các sàn khoảng 1-2 năm trở lại đây như Robinhood hoặc là Webull thì các bạn sẽ được miễn phí hoàn toàn cái chi phí thực hiện giao dịch option, kể cả cái phí assignment. Thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích nhanh cái rủi ro khi mà chúng ta bị option assignment. Thì cái rủi ro của chúng ta ở đây là cái cổ phiếu của chúng ta sẽ bị take away, có nghĩa là sàn sẽ tự động bán cái cổ phiếu của chúng ta với cái mức giá strike price đã quy định ở trong hợp đồng. Nếu như các bạn bán cái cover call, tức là các bạn bán quyền chọn mua cho người khác, thì người ta có thể thực thi cái quyền chọn mua đó để mua cổ phiếu của các bạn, và cổ phiếu của các bạn sẽ bị taken away tự động bởi cái sàn. Trong trường hợp này của EasyTech thì là cái option của EasyTech bị expire, bị hết hạn. Nhưng nếu cái người mà mua cái hợp đồng cover call của EasyTech mà người ta muốn early exercise cái hợp đồng, thì sàn cũng sẽ thực hiện bán cái cổ phiếu của EasyTech giống như là khi mà option bị hết hạn. Và cái giải pháp mà EasyTech muốn chia sẻ cùng các bạn để giảm tải cái rủi ro đó là khi mà các bạn bán cover call thì các bạn có thể bán out the money, tức là các bạn sẽ bán với cái giá strike price nó cao hơn cái mức giá thị trường hiện tại. Thì cái premium, cái giá mà các bạn nhận về nó sẽ thấp hơn khi mà các bạn bán với cái giá strike price in the money. Thì ở đây là các cái thông tin về cái quyền chọn option cho cái mã NVTA mà EasyTech đã chụp ở trên cái sàn Robinhood.
thì các bạn thấy cái mũi tên màu trắng đi lên trên là chỉ những cái option mà out of the money, có nghĩa là cái giá strike price nó lớn hơn cái giá stock hiện tại trên thị trường. Và cái strike price mà càng lớn thì cái giá của cái option nó càng giảm. Như các bạn thấy, nếu mà ở mức 30 đồng trên một cổ phiếu thì cái giá option nó giảm xuống còn có 1 cent. Đó, rất là thấp. Còn nếu như các bạn bán với cái strike price mà đi xuống, có nghĩa là in the money, thì cái premium, cái giá của cái option nó rất là cao. Ví dụ với cái strike price 17.5 thì cái giá của cái option nó là 2 đô la, có nghĩa là cái điểm break even của các bạn nó sẽ là 17.5 cộng với cái giá của cái option nó sẽ lên 19 đồng 53 cent. Nhưng mà cái rủi ro của cái việc bán cái option in the money là cái việc mà các bạn bị option assignment hoặc là stock bị take away là rất là cao. Bởi vì giả sử các bạn bán ở cái mức strike price là 17.5 và hiện tại stock đang ở cái mức là 18.58, và nếu như cái lúc mà sàn đóng cửa giá cổ phiếu vẫn giữ ở mức 18.58, thậm chí là tăng hơn nữa, tăng hơn cao, ví dụ lên 19 chẳng hạn, hoặc là thậm chí xuống thấp hơn mức 18 nhưng vẫn trên mức 17.5, ví dụ cái giá ở phiên đóng cửa là 18, thì cái stock của các bạn đã bị take away, các bạn đã bị option assignment rồi. Thì đấy là cái rủi ro khi mà chúng ta bán cái option in the money, có nghĩa là cái strike price thấp hơn cái giá ở trên thị trường để chúng ta nhận về cái premium cao. Nếu như chúng ta xác định bán ở cái khung in the money, có nghĩa là strike price thấp hơn giá thị trường, thì chúng ta sẽ cần phải tính toán break even, làm thế nào để chúng ta vẫn có lời. Ví dụ các bạn mua cái stock ở cái mức 17 đồng trên một cổ phiếu và các bạn bán cái strike price ở mức 17.5, thì trường hợp đấy là các bạn sẽ có lời, bởi vì kể cả trường hợp mà cái option của các bạn bị assign, có nghĩa là sàn sẽ tự động bán cái cổ phiếu của các bạn ở mức giá 17.5, không quan trọng cái lúc đó cái giá cổ phiếu cao như thế nào, chỉ cần là nó cao hơn mức 17.5, tối thiểu là 1 cent, 17 đô 51 cent chẳng hạn, là cái option đã bị assign rồi. Thì kể cả như cái option của các bạn bị assign thì các bạn vẫn có lời, vì khi đó cái giá mà các bạn bán ra thực tế nó là 19 đồng 53 cent, bởi vì nó sẽ là cái giá strike price mà cộng với cái giá premium của cái option các bạn bán ra là ví dụ 2 đồng chẳng hạn. Với cái giá bán ra là 17.53 và cái giá mua vào là 17 thì các bạn đã lời gần 3 đồng cho một cổ phiếu. Thì đấy là trường hợp mà các bạn thực hiện tính toán break even và xác định kể cả trường hợp mà cái option bị assign thì các bạn vẫn có lời. Đó, thì đấy là cách mà chúng ta sẽ phân tích cái rủi ro cũng như là có cái giải pháp cho nó. Thì để tránh cái option assignment thì các bạn có thể thực hiện một vài những cái cách như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ buy to close. Khi mà các bạn bán một cái quyền chọn cover call, hành động bán đó được gọi là sell to open, tức là các bạn sẽ mở một cái position để bán cái cover call đó. Nếu các bạn thấy cái stock nó đột nhiên tăng cao và cái khả năng mà các bạn bị option assignment nó cao, thì các bạn có thể đóng cái position đó bằng cách là buy to close. Thì trong phần hình minh họa, EasyTech sẽ phân tích cụ thể hơn. Cái lựa chọn thứ hai là các bạn có thể thực hiện draw out, có nghĩa là thay vì để cái option nó hết hạn vào thứ 6 tuần thứ 3 của tháng hiện tại, thì các bạn có thể draw out để nó hết hạn vào tháng tới, hoặc là thậm chí 2 hoặc 3 tháng sau đó. Thì trong phần minh họa, EasyTech sẽ chia sẻ cụ thể hơn hai cách buy to close và draw out để tránh cái option assignment. Thì đây là một cái ví dụ về việc buy to close. Thì các bạn thấy là EasyTech có hai cái hợp đồng quyền chọn của cái mã NVTA ở cái strike price là 22.5. Nếu mà EasyTech muốn đóng cái position này thì EasyTech có thể thực hiện là buy to close. Cái số lượng contract EasyTech để là 2 và EasyTech sẽ để vào cái giá limit. Đây là cái giá mà EasyTech đưa ra để mua lại chính cái hợp đồng cover call mà EasyTech đã bán trước đó. Sau khi mà cái lệnh buy to close được thực hiện thành công thì EasyTech sẽ không còn cái hợp đồng option nào nữa, và EasyTech sẽ không lo bị option assignment hay là cái cổ phiếu của EasyTech bị take away.
Với cái ví dụ ROAS thì như JTech vừa chia sẻ, thì khi mà ROAS thì thực chất là các bạn thực hiện hai thao tác. Với option thì người ta gọi đó là hai chân, leg 1 and leg 2. Đây là một cái option tương đối phức tạp. Cái chân đầu tiên là các bạn sẽ đóng buy to close cái hợp đồng hiện tại. Và cái chân thứ hai là các bạn sell to open một cái hợp đồng mới nhưng có cái ngày hết hạn khác, tức là xa hơn cái ngày hết hạn ở trong cái hợp đồng cũ. Thì thực chất của cái việc ROAS ở đây nghĩa là gì? Là các bạn sẽ đóng cái hợp đồng bán cover call hiện tại bằng cách là buy to close và sau đó các bạn sell to open một cái hợp đồng mới với cái ngày hết hạn xa hơn. Thì đấy chính là cái việc ROAS. Và khi mà cái ngày hết hạn xa hơn thì các bạn vẫn có cái rủi ro bị option assignment, nhưng mà cái rủi ro đấy nó sẽ xa hơn một chút, thay vì là diễn ra vào thứ 6 tuần thứ 3 của tháng này thì có thể nó sẽ diễn ra vào thứ 6 tuần thứ 3 của tháng sau, hoặc là một cái thời điểm cụ thể mà các bạn đã chọn ở trong cái chân thứ hai sell to open này. Và các bạn sẽ cần phải điền vào cái giá debit ở đây, nó được tính bằng cái giá của buy to close trừ đi cái giá sell to open. Thì đây được coi là một cái option tương đối phức tạp vì nó có hai chân. Nó khác với những cái option truyền thống của chúng ta như là cover call hoặc là secure put thì nó chỉ có một chân thôi. Thì trong các video tiếp theo, EasyTech sẽ chia sẻ thêm về các cái option phức tạp có nhiều chân hơn, ví dụ hai chân giống như cái thao tác ROAS của chúng ta ở đây. Thì EasyTech sẽ chia sẻ cùng với các bạn một vài những cái ví dụ minh họa để mô tả cụ thể hơn cho phần lý thuyết mà EasyTech đã chia sẻ ở phần đầu của video. Thì đầu tiên là EasyTech sẽ chia sẻ cái email thông báo từ sàn. Mỗi khi mà các bạn có cái option assignment, sàn chứng khoán sẽ gửi cái email thông báo cho các bạn. Thông thường nó sẽ rơi vào thứ 7 bởi vì cái option của các bạn bị assign vào thứ 6 vào lúc sau giờ sàn đóng cửa, nên buổi sáng ngày hôm sau là sáng ngày thứ 7 thì sàn sẽ gửi email cho các bạn. Sau khi nhận được email thì các bạn cũng có thể vô phần activity, lịch sử các cái giao dịch ở trong sàn của các bạn để xem cái activity option assignment. Và EasyTech cũng sẽ chia sẻ cùng các bạn về cái giá stock ở hai thời điểm, lúc EasyTech bán quyền chọn call và lúc EasyTech bị cái option assignment, để các bạn thấy rõ hơn cái việc mà lựa chọn strike price và cái giá của stock nó ảnh hưởng tới cái option assignment như thế nào. Trong phần ví dụ, EasyTech cũng sẽ chia sẻ cái cách tính toán lời lỗ hay gọi là gain and loss từ cái giá mua stock cộng thêm với tiền bán cover call để chúng ta ra được cái gain and loss. Thì đây là một cái email thông báo option assignment được gửi từ sàn Align Invest tới tài khoản email của EasyTech vào buổi sáng ngày hôm nay, sáng thứ 7. Vì cái option của EasyTech bị assign vào ngày hôm qua, ngày thứ 6, sau khi sàn đóng cửa sau 4 giờ chiều giờ New York. Tùy theo cái sàn chứng khoán mà các bạn sử dụng, nếu như các bạn xài Robinhood, Webull hoặc là các cái sàn khác nhau thì có thể các bạn sẽ nhận được những cái email có cái tiêu đề khác nhau, nhưng mà cái thông báo chính của họ vẫn là các bạn có cái option assignment. Và để biết thông tin chi tiết thì các bạn hãy log in vô trong sàn với cái tài khoản đầu tư của các bạn để xem chi tiết về cái giao dịch option assignment đó. Và trước cái thông báo về option assignment thì thông thường là vào ngày thứ 5, tức là trước ngày mà option bị hết hạn, thì sàn cũng sẽ thông báo với các bạn nếu như các bạn có những cái quyền chọn mà nó đang in the money. Như cái ví dụ EasyTech vừa chia sẻ là các bạn bán cover call với cái mức strike price thấp hơn cái mức cổ phiếu hiện tại trên thị trường, thì các bạn cũng sẽ nhận được cái email thông báo như trường hợp của EasyTech từ sàn Align, thông báo là các bạn có những cái option gần đến ngày hết hạn và nó đang in the money. Và tiếp theo EasyTech sẽ chia sẻ về cái việc EasyTech bị assign cái cổ phiếu ở trên sàn. Thì EasyTech bị assign một cái hợp đồng quyền chọn cover call cho cái mã cổ phiếu NVTA. Và các bạn thấy ở đây có cái dấu trừ cho 100 cổ phiếu là bởi vì EasyTech bị lấy đi 100 cổ phiếu. EasyTech đang sở hữu 100 cổ phiếu của NVTA bởi vì EasyTech bán một cái quyền chọn cover call, tức là bán đi cái quyền mua cái cổ phiếu này cho một cái người khác với cái strike price là $15 trên một cổ phiếu. Thì tại phiên đóng cửa, cái giá của NVTA nó cao hơn mức $15, nên là EasyTech bị option assignment, có nghĩa là sàn tự động take lấy 100 cổ phiếu NVTA của EasyTech với cái mức là $15, và EasyTech bị trừ phí 5 cent, nên là khoản tiền EasyTech nhận được sẽ là $1,500 mà trừ đi 5 cent.
là còn 1.499 đô 95 sen. Thì đấy là cái giao dịch aside ở trên sàn. Tương tự cũng ở trong tab activity, các bạn sẽ thấy có một cái giao dịch aside, cái quyền chọn cover call của EasyTech. Thì các bạn thấy cái quyền chọn của EasyTech có ngày hết hạn là ngày 19 tháng 6 năm 2020, tức là ngày hôm qua, với cái strike price là 15 đô trên một cổ phiếu. Cái kiểu của quyền chọn là cover call. Thì khi mà cái quyền chọn này bị assign thì EasyTech bị sàn trừ đi, bị lấy đi 100 cổ phiếu. Thì đấy là hai cái thông tin quan trọng mà các bạn sẽ nhìn thấy ở bên trong cái tab activity của sàn online. Thì đây là cái giao dịch mà EasyTech đã thực hiện bán quyền chọn cover call. EasyTech bán với cái mức là 3.13 đô 10 sen cho một cổ phiếu, hay là 310 đô la cho một hợp đồng quyền chọn tương ứng với 100 cổ phiếu của cái mã NVTA, và bị sàn trừ đi hai cái chi phí, một phí là 50 sen và một phí là 6 sen. Thì tổng cái phí là 56 sen. Thì cái số tiền mà EasyTech nhận về là 310 đô mà trừ đi 56 sen thì còn lại 309 đô 44 sen. Thì đây là cái số tiền premium mà EasyTech nhận được. Thì có những cái đặc tính quan trọng của cái hợp đồng này. Thứ nhất, đấy là sell to open. Như EasyTech vừa chia sẻ thì sell to open là khi các bạn thực hiện bán cái quyền chọn cover call và các bạn sẽ open một cái position ở trên cái tài khoản của các bạn cho cái hợp đồng cover call đó. Cái số lượng contract là 1, nên là các bạn nhìn thấy có cái dấu trừ 1 ở đây, tương ứng với việc bán, dấu trừ là bán hay còn gọi là short. Bán một cái hợp đồng quyền chọn thì một hợp đồng nó sẽ tương ứng với 100 cổ phiếu. Thì cái premium mà EasyTech nhận về, như EasyTech vừa chia sẻ, sẽ là 3.1 mà nhân với 100, tương ứng là 310 đô la cho cái hợp đồng này. Thì cái giá break even của EasyTech, cái điểm hòa vốn, nó sẽ là 18 đồng 10 sen cho một cổ phiếu, bởi vì EasyTech lấy cái giá strike price là 15 cộng với cái premium khi mà bán cover call là 3.10 thì nó ra 18.10 là cái điểm hòa vốn của EasyTech. Có nghĩa là nếu mà EasyTech mua vào 100 cái cổ phiếu của NVTA ở cái thời điểm lúc mua mà thấp hơn con số 18 đô 10 sen này, ví dụ EasyTech mua ở mức là 16 đô cho một cổ phiếu, thì kể cả trường hợp mà cái option của EasyTech bị assign thì EasyTech vẫn lời 2 đô 10 sen là 18.10, mà trừ đi cái giá lúc mua là cái giá break even, trừ đi cái giá lúc mua là 16 đô thì vẫn lời 2 đô 10 sen. Thì cái thời điểm mà EasyTech bán cái hợp đồng quyền chọn này đó là vào lúc 11 giờ sáng ngày thứ ba 16 tháng 6 năm 2020. Tại thời điểm đó thì cái giá của cái mã NVTA là 17 đồng 15 sen và EasyTech thực hiện bán in the money, nên là EasyTech chọn cái strike price là 15, tức là thấp hơn hẳn so với cái giá thực tế lúc đó của cái mã NVTA, bởi vì EasyTech muốn là cái premium cao và EasyTech đã thực hiện tính toán cái điểm break even, biết là EasyTech vẫn lời kể cả trường hợp mà cái option nó bị assign, vì EasyTech mua vào cái lúc mà cái mã nó chỗ này, tức là 16 đồng trên một cổ phiếu đó. Thì đấy là cái thời điểm bán cái hợp đồng quyền chọn là ngày 16 tháng 6. Tại cái thời điểm mà option expire ngày hôm qua, ngày thứ 6 tuần thứ 3 của tháng 6, thì cái giá của cái mã NVTA này nó tăng vọt lên mức 18.62 tại cái thời điểm 4 giờ chiều giờ bờ đông, giờ New York. Thì bởi vì cái giá 18.62 này nó cao hơn cái giá strike price trong cái hợp đồng quyền chọn của EasyTech, nên cái hợp đồng đó đã bị assign. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tính toán cái lời lỗ trong cái giao dịch vừa rồi của EasyTech, hay còn gọi là gain and loss. Thì cái giá mà EasyTech mua cái cổ phiếu này là 16 đô. EasyTech bỏ ra 1.600 đô để mua 100 cổ phiếu NVTA. Cái tiền premium mà EasyTech bán, như EasyTech vừa chia sẻ, đó là 310 đô la cho một hợp đồng. Nên là cái break even của EasyTech cho mỗi một cổ phiếu sẽ là 18 đô 10 sen. Cái phí khi mà EasyTech thực hiện bán cover call, cũng như là khi mà cái option của EasyTech bị assign, thì tổng các chi phí đó là 61 sen, 50 sen cộng 6 sen cộng 5 sen là 61 sen. Thì cái gain and loss được tính toán đó là EasyTech đã lời là 309 đồng 39 sen, bởi vì EasyTech mua ở cái mức là 16 đô và EasyTech bán ra ở cái mức 18 đô 10 sen. Trừ đi cái phần chi phí là 61 sen, tổng cái tiền lời của EasyTech 309 đô 39 sen.
Đó thì trong video ngày hôm nay, Easy Tech Class đã chia sẻ cùng các bạn về cái khái niệm Option Assignment là gì. Chúng ta đã cùng nhau phân tích rủi ro, tính toán cái điểm hòa vốn, break even. Và chúng ta đã đi vào chi tiết cái ví dụ thực tế của Easy Tech. Khi mà Easy Tech bán cái quyền chọn cover call và bị option assign, thì những cái thông báo Easy Tech nhận được từ sàn cũng như là cái phần thông tin giao dịch cụ thể ở trên sàn như thế nào thì Easy Tech đã chia sẻ cùng các bạn. Chúng ta cũng cùng nhau điểm qua cái giá thực tế của cái mã cổ phiếu của Easy Tech tại thời điểm bán quyền chọn cover call và tại thời điểm option expire để chúng ta so sánh cái mức giá. Chúng ta cũng đã cùng nhau tính toán lời lỗ, gain and loss cho cái giao dịch của Easy Tech. Thì trong các video tiếp theo, Easy Tech Class sẽ chia sẻ cùng các bạn về cái option assignment cho cái quyền chọn put. Vì như Easy Tech vừa chia sẻ là cái khái niệm option assignment nó được sàn áp dụng cho các giao dịch quyền chọn cả quyền call và quyền put. Thì đây là một cái ví dụ mà Easy Tech bị assign một cái quyền chọn put vào ngày 29 tháng 5 năm 2020 cho 100 cổ phiếu của mã Stifish ở cái mức giá là 25 đồng trên một cổ phiếu. Thì trong các video tiếp theo, Easy Tech Class sẽ chia sẻ cùng các bạn về cái option assignment cho cái quyền chọn put và lấy đây làm cái ví dụ minh họa cụ thể. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, thích và subscribe, đăng ký để ủng hộ Easy Tech Class nha. Cảm ơn các bạn nhiều.